Trời ơi, gái ba hôm nay mặc đồ Hi đẹp quá. Mà coi coi. Trời đất ơi, bà nói thiệt với con nha. Bà hay tin con lấy chồng, bà mừng quá. Ủa sao vậy ta? Bà tưởng con ế rồi chứ. Thằng ơi, cái tật đừng có nhiều nha con. Đàn ông nó sợ nó nhiều lắm. Mà không 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 sao. Chứ sao nữa, con cũng đẹp, đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp không ba? Đẹp. Con hỏi ba nè. Sao con? Hồi xưa mẹ có đẹp không? Mẹ hả? Hồi xưa mẹ con đẹp lắm. Đẹp ba mới lấy chứ. Vậy con bây giờ mẹ có đẹp không? Cũng đẹp, mà đẹp lão. Nhưng mà con cái mẹ con tính tình thay đổi nhiều quá. Ba nhớ hồi xưa ba nói cái gì mẹ con cũng nghe hết à. Rồi bây giờ ba nói cái gì mẹ con cũng cãi hết à. Linda. Ờ dạ. Ồ dạ. Không có ra nào đi trời. Linda. Dạ. Nói nghe nè. Con á, ngày mai lấy chồng rồi. Dạ. Đời sống vợ chồng nó khó khăn lắm nghe con. Dạ. Muốn hạnh phúc gia đình á là con phải biết nghe lời chồng. Đúng không? Đúng. Chồng nói cái gì đúng á thì mình phải nghe theo. Đúng, 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 đúng. Còn nếu mà chồng nói cái gì sai á thì đừng có nghe nha con. Dạ. Nó nói cái gì sai đừng có chấp nhận hoài á. Chịu đựng hoài là coi như nó làm tới đó nha con. Phải cãi lại liền cho mẹ nghe không? Dạ. Người xưa người ta dặn câu này nè. Dạy con từ thuở còn thơ, mà dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về nghe con. Trời, trời. Câu này bà dành riêng cho tôi. Đây, 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 bà dặn nè. Dạ. Con là chồng, con phải nhớ con là chủ trong gia đình nha con, là trụ cột trong gia đình. Dạ. Còn vợ là chỉ để tham khảo hỏi ý kiến thôi. Dạ. Nghe không? Đừng có nhường quá làm tơi đó. Nghe không? Dạ. Nghe bà dặn đó. Ừ. Nhưng mà ba. Gì? Con thấy cái gì đúng thì phải nghe chứ ba. Trời đất ơi. Nhưng mà có nhiều cái nó sai lắm con ơi. Có cái gì sai? Có cái gì sai đâu, có cái gì không đúng đâu hả Linda? Cái gì không đúng? Thì đồng ý, có những cái nó cũng vô lý lắm. Cái gì vô lý? Không có cái gì vô lý trong cái đời sống vợ chồng. Không có cái. Con, yeah. Mẹ nói con nghe. Không có cái gì vô lý hết. Bây giờ mẹ nói chuyện này cho con nghe coi nha. Thí dụ như bây giờ con đi làm về mệt quá rồi, con cố gắng con nấu cơm cho chồng ăn. Con chờ chồng con về ăn cơm. Chồng con gọi từ hãng về: em ơi, em ăn một mình đi, anh còn phải nhậu nhẹt với bạn bè ở hãng. Con nghĩ là vô lý hay không? Quá vô lý mà. Con có vui hay không? Con không vui đâu. À, đúng mẹ, đúng, đúng, đúng mẹ. Ờ, đúng, đúng. Mày cái gì cũng đúng rồi. Nè, 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 bà nói con nghe nè. Mình có vợ rồi, không có nghĩa là mình mất luôn bạn nha con. Con phải nhớ cái câu là giàu là nhờ bạn nha con. Nhưng mà sang là nhờ vợ nha con. Đúng, sang là nhờ vợ, nhưng mà vợ giữ hết tiền lấy gì sang. Hả? Ờ, cái vợ không có tiền hả ba? Cái tốt gì nữa, có nhiêu tiền giữ hết à. Ngày phát có 5 đồng lấy gì xài. Không, 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 không. Cái này, mẹ phải nói cho rõ ràng, chúng tôi suy nghĩ nó sai lệch lạc đi. Vợ chồng cũng biết không, tiền bạc nó quan trọng lắm. Khi mà yêu tiền bạc thành vấn đề, nhưng mà vợ chồng tiền bạc nó rất quan trọng. Con phải giải thích rõ ràng cho chồng con nó biết không thôi là mất lòng. Tại sao người đàn bà trong gia đình phải giữ tiền? Bởi vì người đàn bà giữ không phải cho họ, mà cho chồng, cho con, cho cả cái nhà này. Còn để đàn ông giữ tiền là không được. Bởi vì khi đàn ông nó có rủng đỉnh tiền trong túi, nó chỉ có xanh tật mà thôi. Bậy bậy, thấy chưa, đây, đây, lên đây. Bà qua, qua, qua đây, bà đâu, con nghe nè. Bà nói con một điều, con phải nhớ cái điều này. Dạ. Vợ chồng phải biết tin tưởng lẫn nhau. Đúng mà, đó, dạ. Vợ chồng phải tin tưởng nhau. Đúng, không phải giữ tiền là cộng trố chồng, là chồng không quậy được. Xin lỗi con nha, xin lỗi con nha. Ba muốn quậy là 5 đồng quậy cũng được đó con. Hả? Ờ. 5 đồng sao quậy ba? Sao quậy được? Tao nói mày nghe, đã yêu rồi mà, đâu có sợ, đâu có gì đâu. Mua ổ bánh mì với lon nước, hai người đem ra công viên gặm bánh mì, uống nước lạnh, nhìn nhau cười, về vui rồi. Trời đất ơi, bây giờ tôi mới biết cái bánh này. Trời hèn chi hồi đó phát cho ông 5 đồng, ông đi từ sáng tới chiều. Giờ nhà với son đầy chén áo hết trơn á. Trời Linh ra, nghe mày nói. Bây giờ trời. 5 đồng cũng không phát cho chồng con nữa. Không phát một đồng nào mới biết chưa. Tôi nói con rồi, đàn ông mà cái máu ăn gian nó từ hồi nó mới đẻ, có biết con phải cẩn thận chứ, con phải lo đừng nó bắt con. Đây 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 đây. Ba mới thí dụ thôi, mẹ con mà nói ào ào à. Nhớ nha, làm vợ là không được nói nhiều. Nói nhiều quá nó sợ nó bỏ đi. Dạ. Như ba hồi xưa nè, nói ít mà còn đi ít, biết nói nhiều quá ghét bỏ đi luôn. Rể, qua đây mẹ nói. Dạ. Qua đây mẹ nói. Dạ. Mẹ nói con nghe nè. Dạ. Khi mà con lấy vợ con đừng có chê vợ con nói nhiều nghe không? Dạ. Nó đâu có muốn nói nhiều đâu, con nói nhiều mệt phổi lắm. Nhưng mà tại sao vợ nói nhiều? Vợ nói nhiều bởi vì nói hoài chồng không nghe, nói chồng không thủng lỗ tai, nói như nước đổ đầu dịch, cho nên phải nói nhiều. Dạ. Cho nên khi mà vợ con cất miệng nghe nói đó thì con phải ngồi con nghe, con phải thấu hiểu, con lắng nghe biết không? Vợ chồng phải thấu hiểu nhau, phải tôn trọng mới có hạnh phúc nghe không rẻ. Đúng mẹ ơi. Ừ. Vợ chồng phải tôn trọng nhau chứ. Đúng rồi. Quay 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 quay. Xin phép bà 5 phút. Rẻ ra đi con. Dạ. Ra đây, ra đây. Con qua đây. Mà đứng đây đi. Dạ. Công nhận nha. Con lựa chồng khéo ghê ha. Vừa cao ráo mà đẹp trai nữa. Cái chồng chứ ra. Mày đừng có nhón lên là hố đó con. Ý ba muốn nói đó, chồng con nó giống như cây tre mọc giữa đồng vậy đó.
Ủa vậy sao vậy ba? Cái tre nó vậy nè, nó ôm nhôm nhất cao chồng chồng rồi nè. Cái gió chiều nào nó nghiêng qua chiều đó. Gió qua đây nó nghiêng qua đây. Gió nó nghiêng qua đây qua đây đi. Ý tao nói đó, nói là cái thằng ba phải. Hả? Trời ơi, tôi làm gì tao nói mày cũng là má mày nói mày cũng là sao vậy? Hả? Mày coi lại chồng mày coi nha. Anh này, anh phải có chủ kiến chứ. Ba nói anh cũng ok, mẹ nói anh cũng ok, em nói anh cũng ok. Mai mốt hả? Cô gái bên đường nói anh cũng ok sao? Cô gái bên đường là cái gì? Chưa gì em đã nghi ngờ anh rồi. Phải nghi chứ. Em nghe ba nói hả? Làm vợ chồng thì phải tin tưởng nhau. Phải không ba? Exactly. Tin, em tin chứ. Nhưng mà em phải nói trước cho anh biết. Bộ anh không nghe mẹ nói sao? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về. Đúng không mẹ? Đúng. Dạy anh cái gì? Dạy anh hả? Anh là kia của em, là con hả? Trời ơi. Em kỳ quá vậy? Không biết bữa nay em đối xử với anh vậy, ngày mai em đối xử với anh sao? Cưới em rồi em đối xử với anh sao? Không biết nữa. Thôi. Rồi nó cứ cưới, khỏi cưới em luôn. Nói nha, em nói nha. Bậy. Trời ơi, tụi bây giờ kỳ vậy? Trời ơi. Mày đó nha, mày giống má mày lắm. Họ xíu siêu dẹp, họ xíu lưu dị. Trời cái vợ chồng mà sắp cưới mình là tầm bậy tầm bạ. Còn mày á, tao nói cho mày nghe, mình làm chồng rồi, sắp sửa lấy vợ rồi, có nghĩa là đàn ông mình đeo trong người ba cái nhẫn rồi. Nhẫn đính hôn nè, thấy không? Rồi nhẫn cưới nè, cái nhẫn thứ ba là cái nhẫn quan trọng nhất. Là gì ba? Nhẫn nhục. Mày biết nhẫn nhục nó cưa. Mấy ao 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 à. Vậy ba hỏi tụi bay nè, hai đứa bay thương nhau không? Thương. Trời đất ơi. Thương nhau thương. Thương là vậy đó. Nè, ba nói với tụi con nghe, hồi xưa ba mẹ yêu thương nhau lắm đó. Ba thương mẹ con á, tới mức độ mà lấy về thôi nha, ba không cho mẹ con làm gì hết, lo cho con thôi. Rồi ba nha, rửa chén, nấu cơm, lau nhà, ê ba thiên ba làm hết trơn hết trội đó. Thậm chí á, ba có bạn bè mỗi lần tao đi chơi, bạn bè á, 5 phút gọi về thăm mẹ con lần, 5 phút gọi về thăm mẹ con lần á. Rồi có tao đi riết, cái tao quên gọi. Rồi 5 phút ba gọi tao lần, 5 phút ba gọi tao lần. Đừng nghĩ hồi xưa ba mẹ không thương nhau. Không tin hỏi mẹ coi, em thương không? Hai mình hồi xưa thương nhau lắm phải không? Hả? Thì nói nào ngay. Ngày xưa ba với mẹ đòi sống đòi chết để lấy được nhau á. Đó. Rồi giờ đòi sống đòi chết bỏ nhau. Mẹ nói thiệt nha, hồi nãy mẹ thấy hình ảnh hai đứa gây lộn với nhau đó, mẹ nhìn cái hình ảnh đó mẹ sợ lắm. Trời đất ơi, nhắc tới gây lộn nổi da gà luôn tụi bay. Tôi sợ lắm. Tụi con đừng có nghĩ là ba với mẹ chia tay như vậy mà vui đâu. Sao vui nổi, nó buồn lắm. Anh để cho tôi nói chuyện. Tụi con nè, hai đứa nắm tay mẹ coi. Cưới nhau rồi đó, đời sống vợ chồng đó, sống với nhau đã khó mà chia tay nó còn khó hơn nữa con à. Mẹ còn nhớ cái ngày mà ba chính thức xách vali rời khỏi cái nhà này nè. Linda biết không, gần 3 năm trời mẹ không dám nằm ngủ trên cái giường của ba mẹ hàng đêm á. Mẹ cứ xuống sofa này mẹ nằm nè. Rồi con đi học về con cứ hỏi ủa sao mẹ cứ nằm sofa. Mẹ nói dối là ôi mẹ nằm coi tivi cho nó dễ. Nhưng mà thực sự tại sao vậy mẹ? Mẹ sợ nằm trên cái giường đó một mình, cái cảm giác cô đơn trống vắng nó dễ sợ lắm con ạ. Em à, bây giờ cho nên. Nhưng mà bây giờ thì mẹ quen rồi, ngủ một mình mẹ thấy thoải mái hơn. Mẹ anh thấy không? Anh nghe mẹ nói không? Nói gì? Không được cãi lộn như em á. Cãi lộn? Em nghe anh trước. Phải nhẫn nhục. Em nghe anh trước. Thôi tụi bay ơi, tao sợ cảnh gây lộn lắm, tụi bay gây hoài. Chút xíu mà gây hoài à. Thôi đủ rồi, đừng có lớn tiếng trong cái nhà này nữa. Bởi vậy anh muốn nói gì? Anh đứng yên tại chỗ đi. Em rất cảm ơn anh. Ngày mai là đám cưới của con rồi, anh về anh khuyên lơn con á, em rất cảm ơn. Nhưng mà anh phải biết là mấy năm trời anh bỏ cái nhà này anh đi, cái nhà này nó đang yên ấm, anh về nó lộn xộn hết trơn hết trọi. Em sợ cái cảnh ồn ào lắm rồi. Anh nghe em nói, em xin anh, tất cả mọi chuyện quan trọng lo cho con em đã lo được xong xuôi rồi, xin phép anh. Không, bây giờ anh đi về đi. Anh biết nhưng mà anh à, em bình tĩnh. Nếu như bây giờ anh còn thương mẹ con em, anh muốn mẹ con em vui vẻ đó, thì anh đi về đi.
thì cái suy nghĩ đầu tiên của ba là ba phải ráng nuôi con cho tới ngày khôn lớn, tới ngày con đi lấy chồng. Rồi cái ước ao lớn nhất của ba là ngày cưới của con. Ba là người dìu con đi trong ngày lễ cưới, trao tận tay tới chú rể. Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi như vậy ba làm không được. Thôi, đừng buồn ba nha con. Ba, con... Thằng rể, nè, nghe ba nói nè. Hai đứa bay yêu thương nhau rồi mới lấy, phải không? Có yêu rồi mới có lấy. Mà không yêu thì thôi, nhưng mà còn yêu là phải biết nhường nhịn, phải bám trụ nha con. Đừng có hỏi chút xíu mà xách vali đi nhứ. Xách vali là khó quay về lắm con. Nhớ. Dạ. Bám trụ đó con. Dạ ba. Em à, anh biết lần này anh đi thì khó quay về lắm. Lúc nãy trên đường đi tới đây á, anh quyết định trong lòng của anh là lần này tới gặp em anh sẽ nói với em một câu. Mà cái câu này anh muốn nói lâu lắm rồi mà anh chưa dám nói. Ý anh muốn nói với em là mình làm lại từ đầu nha em. Biết. Anh biết không được nữa rồi. Nhưng mà nếu không nói ra thì thấy khó chịu trong người lắm. Bây giờ nói ra rồi cũng được thoải mái. Thôi, em ráng giữ sức khỏe để lo ngày cưới cho con ngày mai. Mẹ. Mẹ. Ba. Ba. Làm lại từ đầu nhé em, tình yêu nào chẳng đắng cay ngọt ngào. Làm lại từ đầu đi em, làm lại từ đầu nhé em. Hãy cho và hãy nhận để giữ lấy đời nhau. Ba con có biết ba đi hướng nào không? Ba đi hướng nào? Ba đi bên trái đúng không? Không. Ba đi bên trái. Bên phải, bên phải mẹ. Bên phải. Bây giờ được phải trái gì nữa? Ba mày đó. Thiệt tình à? Hãy thứ tha cho nhau. Ngày mai trời sẽ sáng. Hãy thứ tha cho nhau. Hãy thứ tha cho nhau, nhìn về ngày sắp đến. Hãy thứ tha cho nhau lỗi lầm. Ba.
Ủa sao mà hả em lẻo vậy? Trời ơi, trời ơi, đang đói đây. Trời ơi, hôm nay em romantic quá ha. Nấu món gì mà có cây đồ lai đây? Thì mấy món anh thích nè. Món gì? Canh chua, cá kho tộ, mắm kho. Trời ơi, mắm kho mà candle lai. Vậy nó mới xoang. Chà, hôm nay lãng mạn quá. Khoan em, ăn. Ăn đổ quá rồi. Ăn đi. Chết chà, em quên anh ơi, quên. Anh ơi, coi nè. Anh coi ghê không? Không ngờ nghe anh. Sao? Nè, nó mới mời thiệp ăn tân gia nè. Nó mới mua căn nhà trên núi 1 triệu 3 đó. Trời đất ơi, hai vợ chồng làm hãng không mà mua căn nhà 1 triệu 3 trên núi với em. Chứ sao anh, hai vợ chồng nó giỏi lắm á. Hai vợ chồng nó cài một ngày 3-4 job luôn á. Thôi thôi thôi, ăn cơm mình cài ăn tay mày. Thôi, cài. Mình phải tính với anh. Không ai gọi đây. Ăn đi rồi bắt phone. Đảo. Hello. Đảo. Ủa, nó đang tưởng ở Việt Nam mà lâu mấy em bệnh chứ. Sao? Gì? Thiệu Mỹ. Gì vậy? Gì vậy anh? Ê, chúc mừng mày nha. Ok ok rồi, tao chở Đào đi. Ok. Bye. Vụ gì vậy anh? Vụ gì vậy? Trời đất ơi em. Sao? Mày biết Đào không? Biết. Đào tình cảm á. Nhớ. Trời đất ơi, một năm nó về Việt Nam 7-8 lần luôn vậy đó. À. Vậy mà nó báo anh biết là nó mới mua căn nhà ngoài biển 1.7 triệu. 1.7 triệu hả? Ờ. Mới mua nhà 1.7 triệu hả? Ờ. Nó mời hai vợ chồng mình tân gia thứ bảy này nè. Ủa sao này làm cái gì mà tiền nó dữ vậy trời? Đúng rồi anh ơi. Sao? Đào con nó quậy chứ nó cài dữ lắm, nó cài một ngày 10 mấy chóp luôn vậy đó. Tao mua nhà lớn là đúng rồi. Thôi kệ, ai mua nhà ăn cơm em đói đói đói. Đói gì không ăn vậy, em tính rồi. Không tính gì nữa. Thấy không? Gì? Thấy chưa? Michelle nó mua nhà trên núi 1.3 triệu phải không? Ờ. Thằng Đào mua nhà ngoài biển 1.7 triệu phải không? Em chặt cho nó luôn. Ừ. Nhà 1.9 triệu trên núi nhìn xuống biển, thấy chưa? Thôi. Chặt như vậy tụi nó. Thôi mà thôi. Em chưa chặt tụi nó hả? Bill chặt em rồi đó. Sao vậy? Ơi, hai chồng mình đang làm hãng vậy tự nhiên đội mua căn nhà ở trên núi mà nhìn xuống tới biển 1.9 triệu. Sao chịu nổi? Em tính hết rồi. Tính mình sao? Bán căn nhà nhỏ đi ngang. Ờ. Mình đào cho căn nhà lớn. Ờ. Rồi bây giờ chương trình mượn tiền nó nhiều chương trình lắm, mình đi cái loại interest only đó, chỉ trả tiền lời thôi. Trời ơi em. Cái gì? Trả tiền lời không mà chừng nào nhà là nhà của mình. Thôi kệ đi, mình cứ giữ nhà là tính sao anh ơi, ở cho nó sướng anh ơi nghe. Hơi bá liều quá trời. Ừ. Ăn đi. Thôi no quá rồi không ăn nữa. Ăn đại miếng nó lấy sức cày trả tiền nhà. Tối ngày không có tưởng tượng gì đâu, không mà mệt quá. Không phải mua. Anh ơi, giúp phát nha. Giúp phát gì? Mua căn nhà 1.9 triệu này cho rồi đi nghe. Trời ơi em ơi. Phải không, mà tối anh ăn cơm không vô rồi, bây giờ em một đứa cái nhà với để ngủ mai thì làm em ngủ quá. Anh ok đại đi, kệ nó, ok đại đi, kệ nó, bạn bè có nhà lớn mình phải có nhà lớn chứ nghe. Rồi ok em muốn làm gì em làm. Ok để ngủ. Người ta lấy hẹn nha anh ơi. Chết. Hai, chị Thủy xem tôi quan hả? Dạ, chị cho em cái hẹn ngày mai em coi căn nhà 1.9 triệu này nghe chị. Hả? Dạ, em mua đó. Rồi. Ok, dạ bye chị. Dứt khoát vào trong mũi. Trời ơi, rất sức mạnh coi nhà. Chi vậy? Còn em nữa. Sao? Cái phòng master bedroom mới rộng bằng chết, em không đâu ngủ, anh làm gì nằm sofa làm hết hồn vậy? Trời ơi, tôi mới đi làm đêm và tôi ngủ được có 1 tiếng đồng hồ, tôi đi làm nữa là sức đâu mà tôi leo lên tới cái lầu được. Trời ơi, em làm nhanh không đi làm về mở đường chết là buồn ngủ buồn chết luôn nè. Trời ơi, đi báo báo làm gì đeo kiến gì tài tử vậy hả? Em nói gì mà em không biết thương anh. Bây giờ anh hỏi em nè. Mình đang ở trong cái khu Bạc Triệu. Ừ. Bước vài bước ra tới biển. Khi bây giờ rủi ai ở trong khu này thấy anh đi bổ báo người ta nói anh sao? Bởi anh phải giả dạng vậy đó, khổ không? Ôi trời, mệt ghê vậy. Hồi xưa ở nhà bình thường được rồi, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ thoải mái,
Rồi tự nhiên mơ ước chi ở nhà bạc triệu, rồi bây giờ giờ người ta ngủ có phải đi làm. Thôi kệ anh ơi, nhưng mà bạn bè nó nể mình được rồi anh ơi. Đó. Thôi giờ vậy nha. Nể mà khổ quá. Anh ơi, giờ anh kiếm gì anh ăn tầm bậy tầm bạ đại đi nghe. Em đi làm mà lát về tính nghe. Thôi. Anh ráng đi, ăn chút xíu rồi về nhớ đi làm cái job thứ nhì, anh delivery pizza nha, anh cho nó xong đi nha. Trời em đi làm đi nghe. Cái gì? Trời đất ơi, bây giờ em tính đi đâu vậy? Em đi làm. Bây giờ tính đi làm hả? Hả? Em đi làm gì? Làm hãng mai may đồ chứ. Nè em. Anh hỏi thiệt em nha. Hả? Bộ em tính đi vô shop mai, em giấc chủ shop mai hay sao em đi làm? Trời đất ơi. Gì? Đi may đồ thôi mà gắn lông mày giả là mặc đồ giống như bác nhà real estate vậy đó. Bác nhà gì ông, hồi nãy tôi đi lõn mày tôi cũng mặc đồ này, bây giờ tôi cũng mặc đồ này vậy đó. Trời đất ơi, sao vậy? Anh thấy như mình ở khu neighbor của mình rồi, nhà mình 1.9 triệu là ít nhất, còn neighbor mình 3-4 triệu, 5 triệu không mà biết không? Trời ơi, em nói em đi may đồ người ta cười em, ta tưởng em điên anh ơi. Cho nên á, hàng xóm hai ông Mỹ già bên cạnh hỏi em làm gì. Em nói em là professor. Giáo sư đại học. Trời đất ơi. À. Em giáo sư đại học. Em dạy về môn gì? Ngôn ngữ học. Trời ơi em ơi. Rồi em dạy tiếng gì? Tiếng Việt. Trời ơi, trời, anh sợ em rồi. Bây giờ nghe vậy thôi, ở nhà đi ăn đại gì rồi đi làm thôi, trễ nha anh, trời chết á. Trời khổ quá vậy. Trời khổ quá em đi. Anh ngủ đây, khỏi ai em ơi. Thôi để ngủ thôi. Sao có mùi kỳ vậy ta? Mùi gì sao nó thấm thấm vậy ta? Rồi nó gần rồi đó, đâu rồi đó. Gì vậy? Gì vậy em? Đúng rồi. Em ngủ vậy? Cái mùi này nè. Trời ơi, tôi nghe cái gì mà nó hôi dữ vậy, cái gì mà thuốc quá vậy hả? Cái gì thuốc, gì hôi? Cái gì vậy, cái mùi móng gì? Móng chân. Trời ơi, biết ngày hôm nay em thèm ăn cơm quá, anh mới mua móng chân. Ngon lắm em, không ở nhà ăn. Anh ơi, anh muốn giết em hả anh? Sao vậy? Muốn giết hả? Sao? Trong một căn nhà 1.9 triệu và năng mắm chân là nhà nó sụt giá còn có 90 ngàn là chết em anh. Trời ơi. Vậy đi mắm, đi ra ngoài sân ăn em đi. Trời chết rồi, chết rồi. Vô phải ra ngoài sân ăn hả? Ra ngoài sân ăn giùm em đi. Vô biển lạnh quá em. Không được, muốn lạnh muốn gì ra ngoài ăn giùm em đi, mau lên. Đi ra ngoài ăn giùm em anh ơi. Đi xa xa ra chút xíu nữa. Rồi. Ôi. Trời đất ơi, gì kỳ vậy trời. Thôi, ở nhà ngoài biển là vậy đó hả? Ơi, tôi nhớ hồi xưa đó, hai vợ chồng ở cái nhà bình thường thôi á, bà có thời gian bà nấu ăn cho tôi ăn. Rồi từ khi hai vợ chồng mua căn nhà ngoài biển, cài đầu tắt mặt tối, không có thời giờ nấu ăn, phải ăn tôi go. Mà đâu được ăn trong nhà đâu. Tại vì hai vợ chồng phải làm hai ba chớp, bà đâu có thời giờ nó ăn đâu. Mà ăn phải đi ra ngoài sân ăn. Tại vì ăn mắm trong nhà mà nói hôi quá anh ơi, đi ra ngoài sân ăn đi. Đó. Ở nhà ngoài biển là vậy nè. Thôi chết. Còn mấy cái bill phải đưa cho trả coi nữa. Ủa gì đâu, chết em, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Gì khủng khiếp? Bill tiền nhà tháng này nó về rồi đó anh ơi. Cái gì? Được rồi. Từ khi vô nhà này tháng lẻ dữ vậy em? Ghê quá, ghê quá anh ơi. Thôi, để anh ăn đi rồi tính sao. Em nói anh nghe nè, đây anh coi nè. Sao? Tiền association nè. Sao? Một tháng biết nhiêu không? Nhiêu? 400 đồng, sao nó mắc quá vậy anh? Trời, coi đâu mắc em. Sao? Cũng tại em. Sao tại em? Em đòi mua căn nhà nào mà, cái chỗ nào mà có cổng á. Mà cổng phải có bảo vệ nha. Vậy nó mới bảnh chứ. Rồi vô cổng phải có cái phạt. Phải có sân tennis. 400 là còn rẻ đó em, nhiều chỗ quá 800-900 một tháng đó em. Trời ơi, 400 là muốn chết rồi. Thôi để anh ăn đi em, mình để anh ăn, yên anh ăn mà. Đây nè, cái này còn ghê nè. Tiền thuế nhà nè anh ơi, thấy không? Một tháng 1.900 lần đó, thấy ghê chưa? Rồi còn đây nữa, còn đây mới ghê nè, đó mortgage hàng tháng tiền nhà mình nè, biết nhiêu không? Nhiêu? Nói anh té xỉu liền á. Nhiêu? 8.500. Trời ơi, cũng tại em. Sao tại em? Em đòi phải mua nhà phải hơn bạn bè. Mua nhà trên núi á. Vậy mới chảnh chứ. Chảnh, đúng rồi, chảnh quá. Dễ thôi em. Sao? Đó, khi nào mà trả không nổi đó. Không, anh với em á, anh nắm tay nhau lên trên núi. Xong mình nhìn xuống cái biển. Nhảy cái tủng xuống dưới xong, khỏi lo. Đó. Thôi để anh ăn cơm đi, để anh ăn cơm đi. Anh vừa phải thôi, đâu phải mua nhà một mình em ở đâu, anh cũng ở trong đó nữa. Hai vợ chồng phải cùng suy nghĩ ra cách kiếm tiền mà trả. Thì biết rồi, từ từ suy nghĩ. Mình nãy giờ em thấy anh có ăn được gì không? Để anh ăn đi tính sao? Chú ăn gì hết rồi. Em có cách rồi. Cái gì? Cho xe phòng. Trời ơi, em. Hả? Em nói mà người ta nghe được, ta cười thúi đầu em. Làm gì cưới? Trời ơi, nhà trên núi, nhìn xuống dưới biển, mà cho xe phòng. Trời ơi, em sao vậy em? Trời ơi, chứ anh nghĩ coi, bây giờ là đâu còn cách nào khác nữa, thấy không? Trời. Anh thì cài 6 chóp, em thì làm 5 chóp một ngày, đúng không? Một ngày có 24 tiếng mà mình làm tới 28 tiếng đồng hồ luôn vậy đó. Đâu còn cách nào khác ngoài cách cho xe phòng kiếm thêm tiền. Thôi, để anh ăn, từ từ anh tính. Thôi, đừng ăn, giờ này đừng ăn anh ơi.
hết rồi luôn. Trời ơi, mình thôi nữa. Đây nè, bây giờ vô đi đăng báo cho xe phòng giùm em đi anh. Đăng báo hả? Ờ, nhớ nhấn là cái lối đi riêng nữa nghe, có lối đi riêng. Ôi. Đi ra đăng báo. Ơi, có ai tưởng tượng được không? Nhà trên núi, nhìn xuống thấy biển, đăng báo có lối đi riêng nữa cho xe phòng. Trời ơi, khổ quá. Đăng báo lâu lắm. Chứ làm gì? Để anh tính. Rồi tính nha. Chịu với em nha. Anh chiều em thôi, anh khổ ghê. Từ khi dọn ra ngoài biển thử đâu không thấy. Thấy nhức đầu à. Rồi chưa? Cái gì thưa anh, đừng có lải nhải nữa. Bây giờ tại sao không đi đăng báo cái mẫu quảng cáo xe phòng anh là ngồi đây làm chi? Trời ơi, bây giờ em không, anh không được. Anh nói thiệt với em, bây giờ quảng cáo trên internet vừa lẹ mà vừa không tốn tiền nữa. Ủa vậy đó hả? Ờ. Thiệt không? Em nghe lời rồi chưa? Em soạn sẵn hết chưa? Rồi, cái gì free là được à. Ờ. Rồi bây giờ sao nha? Bắt đầu ra, đánh ngay nè. Biệt thự trên núi nhìn ra biển. Rồi nhìn ra biển phải không? Ừ. Có tiên nữ mặc bikini dập dìu trên bãi cát. Cái gì vậy? Gì? Tại vì sao sẽ có cái đó làm chi nữa? Em ơi em muốn làm không? Mình phải quảng cáo rồi mình phải ghi vậy á cho người ta chú ý tới. Bắt đầu rồi. Tiếp tao rồi. Nè, biệt thự trên núi nhìn ra biển. Có tiên nữ bikini dập dìu trên bãi cát. Đó. Trời, nghe còn hấp dẫn mà. Thôi mệt quá đi nè. Ừ. Nhà có dư phòng cho xe. Ừ. Rồi, bao ơi, điện. Nghe chữ này tôi mắc cỡ quá. Thôi. Bao điện. À. Nước. Ga. Ừ. Đó. Miệng nấu ăn. Đúng rồi đó, miệng nấu ăn là đúng. Chứ còn gì nữa. Thôi anh ăn trong nhà em không cho, không chi người ta nấu ăn trong nhà. Rồi nha. Ngoài ra nhà còn có phòng tập thể dục, steam room, sauna, hồ bơi, jacuzzi. Em nấu quá giống nhà mình, giống khách sạn 5 sao vậy. Thì còn gì nữa, nhà có đầy đúng đủ mà, nhà bạc triệu mà. Bạc triệu. Rồi. Có đặc biệt đó. Đặc biệt ưu tiên cho phụ nữ độc thân. Gì? Hả? Làm sao? Chứ sao? Thì mình cứ quảng cáo vậy đi. Em sao gì? Khổ quá. Đó là nhà đó. Rồi. Rồi bây giờ giá nè. Ừ. À, 1.500 mỗi tháng dọn vào anytime. Trời ơi em. Được không? Sao không được? Mắc không? Trời ơi, khu này phải chặt cỡ đó chứ sao anh nói gì giỡn vậy anh? À. Rồi đó, bây giờ nè anh cho số phone của anh đi. Mọi cho... chi tiết xin liên lạc để anh lấy số riêng phone của riêng. À. 911 35 35 trên 35. Rồi tôi hợp với số này, hơn với số này nó hơn em. Dạ, xong rồi đó hả? Xong rồi đó. Rồi. Đó, anh nói thiệt với em nha, anh đánh cái này anh mắc cỡ đó. Gì đâu mắc cỡ? Ở nhà mà biển mình cho xe phòng thì khổ ghê. Phải vậy thôi chứ trời ơi, biết sao giờ. Em có thấy trên internet cho xe phòng phải không? À, đúng rồi. Anh ơi, xe phòng có người muốn xe phòng. Ủa, sao rẻ vậy? Internet mà. Hi. Hi, chào anh. I'm Melissa. My name is. Hi, chào anh. Hôm nay em Đào. Đào. Chào em. Dạ. Mời em vô nhà ngồi. Em có vali để em ra lấy. Để anh. Em cứ chờ ngồi đi. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, xe phòng mà cao dữ vậy trời. Em có uống nước không? Chị rót nước cho em. Dạ được rồi chị, cảm ơn chị. À, cảm ơn hả? anh ngồi dựa ra sofa cho nó đỡ mỏi lưng anh ngồi sát ra ngoài chút xíu cho mọi người. Hiểu rồi. Em, cho chị hỏi thăm chút xíu nha. Yeah. Em có ở gần khu này không mà share phòng nhà chị vậy? Ồ, nói thiệt với chị đó, em đang ở với bạn trai mà em và bạn trai em vừa mới break up. Trời ơi, thằng nào mà nó ngu quá vậy? Thì ngu là gì? Gì xen vô là sao? Không, ý anh muốn nói là con trai vợ ngoài thiệt nó bạc tình quá bây giờ. Tội nghiệp quá em ha. Ta làm gì thì tôi hỏi tiếp. Em vậy là mới vậy chắc là buồn lắm hả em? Thì mới break up em bị stress đó chị. Em cần tìm một chỗ nào mà yên tĩnh để em nghỉ ngơi. Trời ơi, đúng quá. Em tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi là quá đúng. Anh thiệt, nhà anh có mình anh với chị à, nó yên lắm. Yeah. Thứ nhất là em bước ra ngoài, em bước vài bước thấy biển à. Yeah. Em chọn đúng chỗ lắm, em hên, em lucky quá. Yeah. Được rồi, anh ơi, cái khu này khu luxury lắm à, khỏi phải quảng cáo để tôi hỏi tiếp. Vậy coi như là nhà này em thấy ok đó với em hả? Nhà này em thấy là rất là vừa ý của em. Mà nhưng em thấy giá hơi cao, hay là chị bớt chút cho em được không? Em ơi chị đâu có bao giờ nói thách đâu mà đòi bớt em. Cái này là mình nhà chứ không phải là bán cá đâu mà bớt giá em ha. Em biết có nhà này chị mua tới 1.9 triệu lần đây em. Coi như tiền trả hàng tháng 8.500 luôn á. Mà tiền của thuế còn 1.900 mà còn associates 400 á, bao nhiêu tiền em ơi? Còn tới xe phòng đâu phải có gì đâu, ngồi em khai làm người ta thí dụ em khai để nói cho cô hiểu phải không? Cho nên cái giá 1.500 là ok rồi. Không vậy đi em,
Anh thấy vậy nè, anh thấy cũng tội nghiệp cổ, thấy không? À. Hoàn cảnh nó cổ cũng đáng thương. À. Không mấy giờ về nha em. Nhà anh chị thì em biết rồi đó. Yeah. Thôi anh bớt cho em chút đỉnh cho vui thôi. Yeah. Chứ đúng là người khác anh không bớt đâu. À, nếu bớt chút đỉnh thì... thay vì người ta anh lấy 150.000. À, còn em thì anh lấy 120 thôi. Hả? Cái gì vậy? 120 không đủ tiền mướn mẹ clean nhà một tuần nữa anh làm vậy, bớt 120 là sao, đáng nhăng nữa, bớt 120 anh muốn cái gì, phụ cái gì mà phụ cho tôi đây. Thôi được rồi chị, tại vì nhà này cũng vừa ý em, em trả full price không sao đâu chị. Ờ dạ, tức là em chịu giá 150 đó phải không? Dạ 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 dạ. Tại vì có người muốn phòng anh mừng quá anh quên. Không, em ở cái phòng mà gần bên cái master bedroom của anh. Ờ, rồi okay, em ở chung nhà với anh với chị. Dạ, dạ. Ủa vậy thì anh chị em phòng rồi em tự em lên cũng được chị? À, không mấy vậy đi em. Bây giờ không mấy em ngồi đây nha. Để anh chỉ cổ, tại nhà mình rộng quá, để anh chỉ cổ đi đi lạc. Dạ, thôi được rồi, không sao, không sao. Anh làm à, anh làm gì anh phải chỉ. Không có vậy nè, để chị chỉ để em tự lên ha. Dạ. Em thấy em đi lên cầu thang ha. Dạ. Đó, các em gọi tới phải ha. Dạ. Các em gọi tới trái ha. Dạ vâng. Các em gọi tới phải ha. Bị nhà chị nó rộng lên tới 5.000 square feet là ha. Cái em thấy ha, cái phòng này màu tím hết, đó cái phòng đó là chị cho em xe đó. Ok. À, dạ, cảm ơn chị. À, à, dạ, cảm ơn chị. Phòng nó yên lắm em. Dạ, chào anh. Lát chị mang vali em lên sau ha. Dạ. Ôi, nó cao quá. Trời ơi, vậy mà bị bạc tình. Mà gì, đời vô lý quá. Ông làm gì vậy? Hả, gì? Ông làm gì mà ông thấy gái mặt hiếp vô là sao, mắt hiếp vô là sao vậy? Trời ơi, em. Em sao nó cũng được rồi nè. Ngày hôm qua đi ngoài biển gặp mấy cô gái mặc bikini á, mắt anh trợn trắng lên vậy em la, gặp làm gì gặp con gái trợn trắng lên. Rồi hôm nay anh hiếp mắt là em cũng la nữa. Em sao la cũng được hết, thì khổ em quá. Anh vừa phải rồi đó. Sao vừa phải? Mình gặp gái là tum tướp nữa. Thật sự mệt em quá em ơi. Ủa rồi giờ sao vậy? Giờ sao ngồi xuống đây làm sao nữa? Gì? Tới giờ cái job thứ hai của anh rồi, đi delivery pizza đi kìa. Em khỏi lo. Cái job đó đi trễ một hai tiếng không sao đó. Trời đất ơi. Rồi em á, không sao? Đi làm đi đứng đây là lại giải hoài vậy. Làm gì? Ôi sao tôi may đồ mà tôi trễ 5-10 phút không sao hết trơn á. Trời, tôi thấy cái mặt ông sao tôi nghi quá. Bởi vì nhiều người kể ba cái vụ xe phòng này nguy hiểm lắm, mà tôi kẹt quá tôi mới cho xe phòng. Nhưng mà tôi không biết tôi cho xe phòng là đúng hay sai nữa đây à. Nè. Em đừng có nói gì nó quan cho anh nha. Sao? Cũng tại em. Em nằng nặc em bắt buộc anh phải làm sao cho xe phòng cho thiệt lẻ để phụ tiền nhà. Rồi bây giờ em cằn nhằn với anh. Cái này tại em phải tại anh là nha. Thôi, anh nói chuyện với em càng ngày anh càng căng thẳng quá. Thôi để anh ra anh hứng vô biển đi. Sao? Vậy có nghĩa là hôm nay ông nghỉ làm phải không? Nghỉ luôn. Ông nghỉ làm, tôi nghỉ làm luôn. Chừng nào ông đi làm tôi mới đi làm. Chào anh. Ủa? Em? Đi đâu mặc đồ tươi mát quá vậy em? Ồ, nhà anh đẹp quá, sát bờ biển. Cảm ơn em, triệu chính em. Ồ, em muốn ra phơi nắng một chút. Hả? Bây giờ em muốn ra làm phơi nắng hả? Trời ơi, nếu vậy thì anh tiếc quá. Ủa, tiếc gì vậy anh? Ước gì anh là cát để làm cát biển phủ kín lòng em. Oh, you're so charming anh. À? Hay là anh ra phơi nắng với em? Why not? Ok, đi. Trời ơi. Cô ra phơi nắng trước đi. Ok, dạ, chào anh chị. See you later. Trời ơi em ơi, bây giờ anh thấy em quá thông minh nha. Sao? Em chọn nhà đúng quá. Trời ơi, khi mình em chọn căn nhà ngoài biển, bước vài bước ra tới mặt biển có thể nằm phơi nắng được rồi. 1.9 á. 1.9 đó. Bây giờ em anh ra ngoài phơi nắng nha. Anh có khùng không? Sao khùng? Trời ơi, ôm ốc một con nhà gần 2 triệu đồng là biết bao nhiêu tiền bill. Tự nhiên giờ anh bỏ đi phơi nắng nó bụng lại một mình, tôi sao tôi gồng gánh được. Em có điên không? Sao? Trời, mua nhà sát bờ biển là phải ra phơi nắng chứ. Ê, nhưng mà bây giờ để anh đi làm cát phủ kín lòng cô ta. Anh đi phơi nắng nha em. Trời ơi, nhưng mà tiền đâu trả tiền nhà. Trời ơi, ở lại trả tiền bill với tôi. Anh đừng có bỏ em một mình anh ơi. Anh ơi, đi đâu nè. Anh gì? Nhỏ đâu? Nhỏ nào? Con nhỏ 17-18 tuổi mặc đồ tắm đi qua đi lại phơi nắng ở sau nhà mình đâu? Con nhỏ đâu? Con nhỏ 17-18 tuổi trẻ măng ở đâu rồi? Trời ơi, em con nhỏ ở đâu? Cái gì? Mình em con nhỏ nào đâu? Ủa, tôi nhớ con nhỏ trẻ măng 17-18 tuổi mà không có hả? Em mới rồi, thôi ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi. Mới cái gì? Ngủ tiếp đi. Ủa gì? Anh ơi, trời đất. Cái gì? Trời đất, anh ơi. Cái gì nữa? Tiền nhà tháng trả 1.800 tiền đâu mình trả anh. Trời đất ơi em. Cái gì? Em sao vậy? Sao? Trời ơi, mình đang apartment.
Một tháng trả có 850 à, khỏe rẻ à. Bậy, trời ơi, cái gì? Vì tháng mà tiền nhà 850, nội tiền thuế đất là mình hết 1.900 thôi. Nhà này 1.900 mà. Thôi em. Hả? Ở apartment làm gì có tiền thuế đất nữa. Cái gì? Anh hiểu nói câu gì? Em nằm mơ rồi, mình đang ở apartment. Apartment hả? Ờ. Ủa sao? Mình đang ở đâu đây? Ừ, gì? Ê, trời ơi. Gì? Nhà mình hả? Ờ. Nhà cũ của mình hả? Ờ. Apartment hả? Ờ. Yeah. Trời ơi, tôi mừng quá, tôi ở apartment, tôi mừng quá. Trời ơi, không phải nhà chị chứ. Ờ. Vậy giờ em ngủ ngon rồi phải không? Có ai biểu thích đâu. Ủa vậy hả? Ờ, ngủ đi anh. Ngủ em. Ngủ đi. Ngủ em.